đây. Ở trong trận đấu này, nếu như võ sĩ của Thái Lan giành tiếp một chiến thắng nữa trước các vận động viên của Philippines thì họ sẽ giành chiến thắng chung cuộc 3-0 và giành quyền đi tiếp vào thi đấu trận thi đấu bán kết. Huấn luyện viên của vận động viên Philippines đang yêu cầu các trọng tài xem lại đòn đánh vừa rồi của vận động viên Philippines. Dường như cú đá đã bị che chắn. Như vậy là không có điểm dành cho vận động viên của Philippines. Cú đá tầm trung vừa rồi thì vận động viên của Philippines đã được trọng tài cho 2 điểm. Tài với ra kêu cho vận động viên của Thái Lan giành được 1 điểm nữa. Điểm số được cân bằng là 2-2. Đây là trận đấu phải nói là khá cân tài cân sức diễn ra giữa hai võ sĩ của Philippines và Thái Lan, và điểm số lúc này đang là 3-2. Ưu thế lại thuộc về vận động viên của Philippines, người mang áo đỏ. Như vậy là điểm vừa rồi dành cho vận động viên của Thái Lan. Một pha vào đòn rất linh hoạt và nhanh tay, một đấm tay phải tay sau chuẩn xác. Điểm số được cân bằng là 3-3. Một điểm nữa dành cho võ sĩ của Thái Lan. Trong những pha đổi đòn thì võ sĩ của Thái Lan rất linh hoạt với tốc độ đòn tay rất nhanh. Lần này thì cú ra tay của võ sĩ Thái Lan đó là cú đánh bằng tay trái.
vừa rồi thì võ sĩ của Thái Lan người Man Đai Xanh định dùng kỹ thuật quất trụ và đánh ngã đối phương và giao đòn tay để giành 3 điểm. Tuy nhiên thì võ sĩ của Philippines đã hóa giải, anh đã khóa được đòn tay của võ sĩ Thái Lan, do vậy mà võ sĩ Thái Lan không tận dụng được cơ hội của mình. Lần này thì võ sĩ của Philippines có điểm, tỷ số được cân bằng là 4-4. 30 giây cuối cùng, nếu như trận đấu này kết thúc với kết quả hòa thì cả hai đội tuyển karate của Philippines và Thái Lan sẽ phải thi đấu thêm một cặp đấu nữa. Như vậy là trọng tài xác định là không có điểm dành cho võ sĩ của Thái Lan. Tỷ số được cân bằng là 4-4. Dường như vừa rồi làm cú đánh quá mạnh tay của võ sĩ Philippines. Trọng tài đã yêu cầu các bác sĩ vào chăm sóc vết thương cho vận động viên của Thái Lan. Trong trận đấu đối kháng Kumite thì các võ sĩ không được tung ra những đòn đánh quá mạnh vào mặt của đối phương. Nếu như không khống chế thì các vận động viên sẽ bị trọng tài phạt. Và tùy thuộc vào lỗi, nếu như quá nặng thì các vận động viên sẽ bị truất quyền thi đấu. Cái găng tay đã sượt vào vùng mặt của võ sĩ người Thái Lan, do vậy mà đã khiến cho võ sĩ này bị đau ở vùng mắt. Trong nhiều cuộc thi đấu thì đặc biệt là ở môn boxing, nhiều võ sĩ đã bị rách ở vùng mắt và vùng mặt bởi vết cứa của phần găng tay, đó là phần lòng bàn tay và cổ găng. Look at this.
6 với thắng thuộc về võ sĩ của Philippines. Với cú đá vòng cầu giành 3 điểm cuối cùng thì võ sĩ của Philippines đã có được cơ hội để giành tiếp cho các võ sĩ của Philippines thi đấu trận đấu tiếp theo.